Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Như đã hứa với anh em ở video lần trước, sau buổi chuẩn bị đàn piano Yamaha UBH Silent tại showroom Bành Văn Chấn, thì hôm nay các bạn hãy cùng với team lên đường đến tham quan chiếc đàn UBH này về với nhà khách tại Tân Bình sẽ như thế nào. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video thôi. Team đã đến trước nhà khách rồi. Nào, hãy vào trong nhà và khám phá với mình nhé. Đây là sự sang trọng mà chiếc UBH với màu đen bóng đặc trưng tô điểm cho căn nhà. Chân đàn thẳng đứng đầy chắc chắn. Nắp phím đàn UBH bo cong mềm mại. Bên trong là toàn bộ 88 phím đàn có độ nhám tốt, cảm giác lướt ngón tay cực êm với đường kẻ vàng dọc thân. Logo Yamaha mạ vàng thủ công bởi những người thợ tay nghề cao. Khóa đàn mạ vàng bóng sang trọng với nắp đàn tránh rơi đột ngột và ba pedal mạ vàng đầy vẻ thẩm mỹ. Bên trong chiếc piano cao cấp dòng U-series bao gồm các chi tiết máy đặc trưng của piano đứng. Logo Yamaha khắc thủ công to mạ vàng bóng, các chốt đàn nguyên bản không qua sửa chữa, búa đàn được làm bằng lông cừu với loại búa bằng gỗ nguyên chất, đầu búa bằng sợi tổng hợp, dây đàn bằng thép cường độ cao không gỉ, bộ máy đàn với 4 khoang rộng giúp tăng độ vang cho âm thanh, khung đàn theo công nghệ độc quyền của Yamaha, bản cộng hưởng bằng gỗ vân sam lớn. Đây chính là các phụ kiện và quà tặng hấp dẫn khi bạn mua piano UBH Silent tại Minh Phụng Music nhé. Nào là ghế piano Thunder cao cấp, còn có khăn phủ phím, khăn phủ đàn và ống sưởi. Bên cạnh đó, anh em còn được bảo hành lên đến 10 năm miễn phí lên dây 2 lần, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là buổi giao chiếc piano Yamaha UBH Silent đến nhà khách tại Tân Bình hôm nay đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe ủng hộ tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano cơ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.